để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn do cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, các cuộc chiến tranh kéo dài ở Việt Nam đã để lại khoảng 800.000 tấn bom mìn và vật liệu nổ, làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất đai toàn quốc. Trong đó, tỉnh Quảng Bình có diện tích bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ chiếm gần 28% và tỉnh Bình Định chiếm hơn 40% diện tích. 63 tỉnh thành ở Việt Nam có lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh là rất lớn. Tại Bình Định và Quảng Bình có diện tích từ 30 đến 40% diện tích đất bị ảnh hưởng bom mìn. Đặc biệt, tại Bình Định có 159 đơn vị cấp xã bị ô nhiễm bom mìn và đó là lý do chúng tôi chọn hai tỉnh này để triển khai dự án khắc phục bom mìn sau chiến tranh một cách bền vững để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn do Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam lần này nhằm loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năng lực quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh sẽ được nâng cao, nạn nhân bom mìn sẽ được hỗ trợ kịp thời để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Dự án có tổng mức đầu tư là 20 triệu đô la Mỹ. Dự án này sẽ kéo dài đến năm 2022. Trong dự án này không chỉ có việc rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả đối với nạn nhân, mà chúng tôi còn chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho các trung tâm và rà phá bom mìn tại Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng những kinh nghiệm đó sẽ được các tổ chức cơ quan Việt Nam áp dụng để được thực hiện một cách có hiệu quả. Đây là một trong những dự án rà phá bom mìn bằng nguồn tài trợ nước ngoài có quy mô lớn, hỗ trợ cho người dân vùng bị ô nhiễm bom mìn vì mục tiêu nhân đạo, an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển bền vững. Dự án sẽ có tầm quan trọng rất lớn trong việc đẩy mạnh phát triển bền vững ở Việt Nam, đặc biệt đối với người dân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bom mìn sau chiến tranh.